Hello mọi người, mình là Anh đây. Hôm nay là ngày thứ tư trong chuyến đi xuyên Thái Lan, Malaysia trong vòng 2 tháng. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi đến quán gỏi đu đủ ngon bậc nhất Thái Lan. Tiếp đến là một quán cơm của một YouTuber rất nổi tiếng để nếm thử món ớt cay nhất thế giới. Sau đó là một quán bạt Thái rất nổi tiếng nhưng cũng rất nhiều người chê. Bây giờ mình đã đến quán gỏi đu đủ rồi đây mọi người ơi. Yeah. Cô đang còn gọt đu đủ. À, bảo đu đủ. Đây là hai suất gỏi đu đủ mình gọi nha mọi người. Một là gỏi ba khía này, hai là gỏi tôm. Lúc đầu mình nhìn trên ảnh mình cứ nghĩ đây là ghẹ. Suất này sẽ là 60 bạt, suất này là 120 bạt nha mọi người. Đó. Mình sẽ thử trước. Khi nãy người ta hỏi mình là mình có ăn được cay không, mình bảo mình ăn được, mình có ăn cay. Mình sẽ thử xem nó cay đến mức nào nha. Có cái bàn xe máy cơ mà thật có hoài quá chả. Không ăn được. Cay nha. Nó sẽ kiểu nồng vị. Cái vị nồng đầu tiên là vị mắm này, sau đó nổi trội, tiếp theo đó là vị cay, còn lại ngọt này và chua thì nó sẽ hòa quyện lại với nhau nha. Mình kiểu mình rất thích ăn mấy cái mắm này nên là mình ngửi mình thấy thơm lắm. Mình sẽ ăn thử ba khía trước. À quên, mình sẽ ăn thử cái ăn thử một miếng. Yeah. Đây là nó sẽ có đu đủ này, hạt dưa này, đậu này. Đó. Cho xin một miếng cà chua lên đây nữa đi ha. Ok. Đầy đủ. Tất cả cái cà chua được tầm ra này, rồi đu đủ nó được ngấm gia vị và hạt dưa này nó rất là bùi nhá, thơm. Kiểu mình nghĩ mình ăn xong mình cảm thấy là cái hạt dưa này sẽ là hạt dưa kiểu chưa được rang đâu, hạt dưa sống và người ta tách vỏ ra rồi người ta cho vào đấy luôn chứ không phải là hạt dưa đã rang rồi nha. Cái cảm nhận ngay đầu tiên khi cho vào miệng thì mọi người cho vào miệng xong là sẽ cảm thấy đầu tiên sẽ là mùi mắm rất là thơm. Sau đó thì sẽ cảm nhận được đến vị cay nha mọi người. Vì khi nãy người ta hỏi mình có ăn cay hay không, mình bảo có, thế nên người ta cho cay. Nên là có vị ngọt này, chua nhẹ, vị cay. Thì ngoài vị cay nổi bật và mùi mắm thơm ra thì tất cả những vị còn lại nó hòa quyện với nhau. Đó. Ok. Xuất sắc. Mình sẽ ăn thử một miếng ba khía nha. Đây là lần đầu tiên mình ăn ba khía mọi người. Mọi người cắn ra từ cái càng này, cái thịt nó sẽ tứa ra, nó mềm ngọt, không bị tanh một chút nào và nó cũng không bị mặn nha.
Bây giờ mình sẽ ăn sang cái tôm này nha mọi người. Mình nghĩ là hai cái mình sẽ thử nước dùng xem nó có khác gì không. Mình nghĩ hai cái nó sẽ giống nhau thôi. Cay cay cay. Ủa thôi. Mình sẽ ăn thử ngay con tôm luôn nha mọi người. Đây là tôm sống nè. Đó. Tôm tươi ngọt. Mình nghĩ là nên mình nên cho một ít sốt vào nữa. Con tôm kiểu nó ăn vào mọi người sẽ cảm nhận ngay được cái vị tươi ngọt, thịt tôm mềm, kiểu cảm giác kiểu béo ngậy luôn á. Và cái tôm này thì nó vì nó vừa được mới được trộn đây thôi nên là nó cũng chưa ngấm mắm lắm. Mình nghĩ là mình sẽ ăn thêm một con nữa, kiểu mình sẽ múc thêm nước sốt vào. Đó. Lấy thêm một ít đu đủ ha. Đây cũng là lần đầu tiên mình ăn tôm sống. Nó không hề bị tanh một chút nào. Nó kiểu cảm giác kiểu sa tan, nó mềm mềm, béo béo. Càng ăn thì càng cảm giác ấy, là nó kiểu phải nói sao ta, nó ngọt này, xong rồi nó giống như mình đang kiểu nhai một cái gì ta, lúc đầu nó cảm giác mình đang nhai một miếng bánh dày béo béo, bánh dày béo béo kiểu nó đàn hồi á hả. Cho một ít hạt dưa nữa. Đúng ạ. Thêm cái nước sốt vào nó đậm đà hơn hẳn, ăn kèm với tất cả mọi thứ. Wow. Ngon hơn hẳn đấy. Nói vậy mình sẽ thích cái phần tôm này hơn là ba khía, bởi vì ba khía nó ít thịt quá. Thường ở bên này thì người ta sẽ ăn kèm với xôi nha mọi người. Thế nên mình sẽ bốc một lít xôi. Và chấm một lít vào đây. Cái nước dùng nó đậm đà, ăn vào nó ngấm vào xôi, kiểu nó sẽ kiểu hòa quyện vào cái xôi nó dẻo ấy, xong nó ngấm vào cái nước dùng, kiểu nó hòa quyện đến từng nó, cái nước dùng nó ngấm vào, nó bao quanh cả từng hạt xôi luôn. Wow. Ngon quá. Thật sự mình hết cái mắm này quá mọi người. Đây là một món mà mình nghĩ là đáng, rất đáng, rất đáng của mọi người thưởng thức khi mọi người đến với Thái Lan đấy. Còn bây giờ mình sẽ di chuyển đến quán ăn của một YouTuber nổi tiếng bậc nhất thế giới nhé. Mình vừa mới đến quán nha mọi người. Quán có rất là đông người xếp hàng. Trong này rất đông người, ở ngoài cũng rất đông. Bây giờ mình sẽ vào gọi đồ trước, xong rồi mình ra mình ngồi chờ. Không biết đến bao giờ mới được ăn nữa. Quán sẽ chỉ bán cơm rang kèm với các loại như là thịt bò này, lợn, mực và sẽ ăn kèm cùng với trứng nha mọi người. Và có các cấp độ cay khác nhau từ 1 đến 5 nha. Mình thì nghe nói là cấp độ 5 sẽ có một ít loại ớt mà cay nhất thế giới ấy. Thế nên là mình đã gọi thử cấp độ 5 và cấp độ 3 nha mọi người. Ở đây thì sẽ có thể vào bếp quay thoải mái luôn. Đây là cách chiên trứng ở trong xôi ông Hòa nha mọi người. Đó. Sau khi lòng trắng được đổ vào chiên cho vàng thì người ta sẽ đổ lòng
lòng đỏ vào sau để cho cái lòng trắng nó được vàng giòn, nhưng mà lòng đỏ vẫn giữ được cái lòng đào ấy mọi người. Sẽ tùy vào mọi người thích ăn như thế nào. Đó, rất nhiều người đang ở trong bếp quay. Đây là chị vợ của anh McQueen nha mọi người. Đây là lần đầu tiên mình ăn thử món cơm này, nhưng đây lại là món ăn quốc dân của Thái Lan. Bởi vì nó cũng chỉ là cơm rang thịt đơn giản thôi nên là nó không được phổ biến lắm. Và anh McQueen thì cũng đang ở gần đấy. Có nhiều người yêu cầu quá và muốn được chụp ảnh với anh ấy nên là anh ấy đã đến. Kiểu ở ngoài anh ấy kiểu siêu thân thiện luôn ấy. Mình có gọi một phần cay cấp 4 và một phần cay nhất. Đó, có, nó có cái loại ớt cay nhất thế giới mọi người. Nhưng mà cái phần có ớt cay nhất thế giới nó ra trước nha. Mình không biết là cảm giác khi ăn vào nó sẽ như thế nào, nhưng mà thôi thì mình biết là nó rất cay. Và hình như có lúc trước có một cái loại giống như là đó là bim bim mà, hay là một cái gì đó mà khi ăn vào thì mọi người chưa cảm giác cay ngay, nhưng mà khi nuốt xuống thì cái vị cay nó mới bắt đầu nồng lên. Yêu. Wow, mình sẽ thử nhá. Yes, mình sẽ lấy thêm một ít thịt bò vào đây nữa. Vâng. Mình đã cảm thấy khoang miệng mình nóng dần lên. Gọi một coca đi. Đá. Thật sự là cái càng ngày cái độ cay nó đang càng được. Wow. Càng ngày nó càng cay hơn. Cứu. Wow. Nó nóng một cổ họng. Mình cảm tưởng như là cái sự cay nó bắt đầu đi dần từ dạ dày mình đi ngược lên cổ họng, xong rồi tràn hết ra khoang miệng. Mình nghe nói rằng là khi ăn với lòng đỏ trứng, trứng này sẽ là trứng vịt nha mọi người, khi có thêm cái sự béo của lòng đỏ trứng thì nó sẽ tạo cảm giác bớt cay hơn. Và mình sẽ ăn nó ra. Wow. Ok. No. Mình nghĩ với cái sự cay này thì mình sẽ bỏ cái quả ớt đấy ra. Wow. Mọi người sẽ chưa cảm nhận được cái vị cay ngay đâu. Trước đó thì trước khi cái vị cay nó nồng lên thì mọi người sẽ có thể cảm nhận được rõ ràng cái vị béo của trứng.
Mùi thơm, cái vị thơm của rau húng. Bò hình như là có xào với xì dầu nữa mọi người. Ngon. Và đây, bây giờ mới bắt đầu cảm nhận được vị cay này. Váng cả đầu. Mình cảm nhận là cái vị cay càng ngày nó càng lan rộng, lan rộng, lan rộng, càng ngày càng nóng hơn, nóng hơn, nóng hơn ở trong miệng mình. Như vậy đã đủ rồi, mình nghĩ mình sẽ đổi món. Tiếp đến thì là mình sẽ gọi nước ba. Đây là suất thịt lợn. Không có đá à? Càng ngày mình càng cảm giác cái sự cay nó điên rồ hơn rồi mọi người. Mình nghĩ nếu mọi người muốn thử mức 5, đến đây và muốn thử mức 5 thì chúng ta nên mang theo sữa. Chúng ta nên uống sữa. Sữa nó sẽ kìm hãm cái độ cay này lại. Cảm giác kiểu không nói nên lời nữa đó mọi người. Đúng không? Ok, mình sẽ thử chất nào. Hai quả ớt này nó sẽ là để mọi người ăn kèm thôi nếu mọi người muốn. Còn ớt, tất cả ớt, phần cái phần trong cái phần cay nhất kia cũng thế, mức 5 kia cũng thế, là ớt nó sẽ được băm ra kèm với thịt. Nó rất là thơm. Mùi tỏi này. Có vẻ như bên kia mình chỉ tập trung vào cái độ cái sự cay của nó thôi, mình không cảm nhận được, nhưng mà sang thì lợn mình cảm nhận được rõ ràng cái mùi tỏi. Nó có một cái xả hả? Tỏi xả. Ok, mình sẽ thử nó. Mình cảm thấy nó hơi cũng bị chua chua nhẹ ha. Vẫn là thơm mùi rau húng. Ở Thái Lan này thì có vẻ như người ta rất thích thịt, cho rau húng vào những món thịt rang, thịt xào như thế này. Cái nồng độ cay này thì vừa phải, mình cảm thấy ổn với nó. Thấm nhuần nha bạn. Mình có ăn kém một miếng ớt cũng cảm thấy bình thường. Đến đây thì mình nghĩ mọi người hãy cứ gọi mức 3, còn muốn thử một cảm giác kiểu cay một cách nó điên rồ hơn thì mọi người có thể ok ăn thử mức 5. Mình còn kèm một miếng ớt để ăn chung, không biết là
hay là do ớt này nó không cay mà là mình hay là do cái ớt kia nó cái sự cay của nó đã làm mình mất cảm nhận, mất nhận thức về cái độ cay của những loại ớt khác không? 10 phút sau khi mình đã ăn xong và thật sự là mình cảm thấy sai lầm khi mình chọn uống coca, bởi vì uống coca nó càng cay hơn nha. Và mình đang cảm giác là cái dạ dày của mình nó đang kiểu nóng rang lên, giống như kiểu là dạ dày, ở giữa dạ dày mình đang là một cục than vậy, nó đang một cục than đang quay, làm cho cả cái dạ dày của mình đang nóng. Thì mình thật ra mình thấy khách đến đây, khách du lịch đến đây chủ yếu là để thưởng thức, để trải nghiệm. Yeah, đây là giống như một quán cơm, kiểu quán cơm bán trải nghiệm vậy, bán sự trải nghiệm cho khách hàng. Và thường thường thì có rất nhiều người đến đây, người ta không thể nào ăn hết được cái suất ăn của họ. Và mình nghĩ thì cái phần thịt bò và phần thịt lợn rang này mình cảm thấy vị khá ok. Nhưng mà có vẻ như là chúng ta vẫn ăn chưa quen. Ở bên này người ta sẽ thường xào thịt này hay là xào rau, người ta cho nhiều dầu hào, nên cảm giác nó sẽ hơi ngọt một chút. Và cái vị ngọt đó không phải là ngọt ngọt đường đâu, mà là ngọt từ dầu hào đấy. Coi như là mình đã hoàn thành thử thách ăn thử cái loại ớt cay nhất thế giới ở đây. Mọi người có thấy phía sau mình không? Rất 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 đông người đang xếp hàng đây. Một hàng siêu dài, siêu siêu dài. Và lượng khách càng ngày càng tăng lên chứ không hề giảm đi nha mọi người. Mình nghĩ đến quán cơm này cũng là một trong những trải nghiệm thú vị khi mọi người đến với Thái Lan đấy. Bây giờ mình sẽ di chuyển đến một quán cũng có hàng rất dài, nhưng mà mình nghe nói là mọi người đến đó đều chê. Bây giờ mình đã đến đây rồi nha mọi người. Hàng xếp khá là dài đó. Wow. Sau mình còn một vài người nữa. Bây giờ là 6 giờ nha mọi người, 6 giờ kém 1 phút. Không biết với cái lượng người như này sẽ phải chờ đến bao giờ. Lượng người thì càng ngày càng đông hơn nha mọi người. Sẽ có người ra để đưa menu cho mọi người order trước nha. Đồ ăn của mình đã ra rồi nha mọi người ơi. Nó mới ra có mỗi một đĩa. Đây là đĩa pad thái, nhưng mà mình không gọi mì, nên là người ta sẽ cho kiểu là đây là chỉ đậu phụ thái sợi này, xong rồi chiên lên này. Trong này là có rau hẹ giá và một ít rau mùi. Có hai con tôm. Và đó. Đây là gạch cua hả? Đây là trứng ta. Mình sẽ ăn thử cái này nhá. Đây là trứng. Trứng với lại tôm. Lúc đầu ấy thì người ta sẽ đưa ra cái đĩa này, sau đó người ta sẽ hỏi mọi người xem là mọi người có muốn ăn thêm lạc không, thì người ta sẽ đổ lạc lên đây cho mọi người. Mình chọn ăn thêm lạc. Mình sẽ trộn hết tất cả mọi thứ lên. Đó. Ok. Hello. Number 4. Yeah. Thank you. Thank you. Mình sẽ thử một miếng trước nha. Mình nghe nói là sẽ vắt chanh vào thì sẽ ăn ngon hơn. Nhưng mình sẽ ăn thử một miếng như này trước. Sau đó mình sẽ vắt chanh sau.
Vị ngon mà mọi người. Thơm. Ngọt ngọt. Nó có vị kiểu mùi mùi thơm thơm của tôm ăn kèm với lạc này. Ôi, đậu phụ. Cái đậu phụ này nó khá là ngấm gia vị đấy. Ngon mà. Ở đây người ta có cho thêm hẹ, mình sẽ bỏ thêm một ít hẹ vào đây. Rồi. Mình cho đây là chan nước cốt chanh mà người ta sẽ cho mọi người nha. Đó. Đổ thì cho có chừng đi ha. À nó là nó có. Có cái ít lên cho, có cái ít lên. Ok, cho ít rồi trộn thử lên đã. Wow. Thử nha. Wow. Cho chanh nó ngon hẳn lên. Kiểu nó có thêm một ít vị chua. Mình sẽ cho thêm một ít nước chanh nữa nhé. Kèm. Cả cái phần món ăn này này nó được kiểu nó được ngấm, có ăn là kiểu ngửi thấy cái cảm nhận được cái vị tôm luôn ấy. Có vẻ như là người ta đã lấy đầu tôm ra, người ta luộc hay người ta làm bất cứ một cái gì đấy với cái gạch tôm để cho nó hòa quyện với lại cái tất cả, ví dụ như là đậu này rồi giá các thứ. Wow, nó rất là thơm. À, mình biết một cách nấu đó là người ta sẽ cho tôm vào, cho đầu tôm vào một cái chảo dầu, sau đó đảo qua rồi lấy cái dầu đó để bắt đầu xào cái này, thì cả cái này nó sẽ được ngấm vị tôm. Mình đoán thế. Mình sẽ cho thêm một ít giá. Đây, nó. Này mấy cái giá ở đây chỗ mập ú luôn ấy. Mình sẽ cho thêm một ít ớt bột. Món này thì hoàn toàn không có cay nên là mình sẽ cho một ít ớt bột để ăn thử nhé. Dù là cả ngày hôm nay mình đã ăn ăn khá nhiều đồ cay rồi. Chính là cái ớt bột này cũng cay lắm. Nó thơm nhá. Cho ớt bột vào kiểu nó thơm, nó dậy mùi hơn ấy. Thật sự là nó ngon. Nó rất ngon. Theo mình cảm nhận là nó rất rất ngon. Mình rất thích món này. Mình không hiểu tại sao mọi người đến Úc. Mình không hiểu tại sao mọi người đến lại chê nữa. Có vẻ như mọi người chưa cho thêm chanh ư? Nên mình sẽ thử đến một món khác nha mọi người. Đây cũng là pad thái nha mọi người, nhưng mà nó có mì và nó được bao ngoài bởi một lớp trứng mỏng. Đó. Siêu mỏng luôn này, mọi người có thể nhìn thấu bên trong luôn đấy. Để mình sẽ ok, mình sẽ tách nó ra nhá. Wow. Lớp trứng này mỏng và mình thấy nó giòn đó mọi người, nó có một sự giòn đấy. Wow. Ok. Nhìn nó hơi giống cái sợi nhìn nhá, là nó sẽ hơi giống sợi miến rong của mình. Mình không biết đây là miến sẽ là miến rong hay là miến gạo. Mình sẽ ăn thử trước. Chưa có chanh này. Mình thấy hai cái vị này nó na ná nhau.
và nếu chưa có chanh thì nó sẽ hơi ngọt, ngọt hơn một chút. Mình nghĩ là khi cho thêm chanh vào nó sẽ cũng giống như cái kia, cho thêm chanh vào thì nó sẽ ngon hơn hẳn. Vậy nên là mình sẽ cho thêm chanh nhé mọi người. Nước cốt chanh. Ok. Làm ăn thử cái miếng mì này trước. Cái rau má nó bùi, thêm rau má nó thơm hơn. Mình khá thích mùi rau má, cho rau má vào nó có một cái mùi thơm ấy. Đúng không? Và vẫn thế nha, hai cái vị nó xem nhau rất là ngon. Mình nghĩ là mọi người có vẻ như là ăn chưa đúng cách nhưng mà không cảm thấy nó ngon hay sao ấy chứ nhỉ? Thì có thể là lúc đầu ấy, khi cho chanh thì nó sẽ hơi ngọt, nhưng mà mọi người cho thêm chanh vào này thì nó sẽ thơm hơn, nó sẽ ngon hơn hẳn. Tin mình đi. Mình nghĩ mình sẽ cho thêm một thìa cốt chanh nữa. Đó. Ok. Cho chanh vào thơm hơn, nó sẽ tạo cho mọi người cảm giác kiểu tươi mát hơn ở trong miệng. Khi mọi người nhai, mình sẽ cảm thấy. Mình ăn gần hết thì mình mới nhớ ra là ổ đĩa này của mình chưa cho lạc. Trời ơi mọi người, cho lạc thêm vào là nó sẽ làm ngon hơn hẳn nhá. Rồi cái món này nó đã ngon rồi, nhưng cho thêm lạc thì nó sẽ ngon hơn rất 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 nhiều đấy mọi người. Mọi người vì quán đông nên mọi người nhớ nhắc nhân viên nhá. Quán rất đông, khách vào ra liên tục nên mọi người nhớ nhắc nhân viên. Đó, hơi mặc vào nó bùi hơn. Ngon hơn. Nhớ nhá, nhớ để cho thêm lạc. Ngày hôm nay của mình phải gọi là thành công mỹ mãn luôn nhá. Ba quán thì cả ba quán đều ngon. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân mình thì mọi người đến quán gỏi đu đủ này và quán quán McQueen thì chọn cái nồng độ cay nó thấp xuống một chút để có thể cảm nhận được trọn vẹn cái hương vị ngon của món ăn nhé. À, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký và bật thông báo để theo dõi hành trình tiếp theo của mình nhé.